Vâng, chị Hà My có nhận ra được người đàn ông mà chúng ta đề cập tới không ạ? Vâng, tất nhiên là tôi nhớ rồi ạ, bởi vì Ừ. ông Thống là người mà chúng ta đã nhắc tới trong những chương trình nông thôn chuyển động trước, là người rất thành công trong việc phát triển những giống nho nhập ngoại. Tuy nhiên điều mà tôi không ngờ đó là ngoài cây nho thân gỗ thì người đàn ông này lại còn có thể chiết ghép và nhân giống nhiều loại cây quý hiếm như vậy. Vâng, rõ ràng chúng ta có thể thấy là sức sáng tạo của người nông dân của chúng ta là vô cùng bờ bến đúng không ạ? Khiến cho chúng ta rất là bất ngờ. Và ở ngay Hà Nội thì cũng có một người nông dân như thế đấy ạ. À. Một người đàn ông đam mê hoa phong lan nhưng ông lại có cách nhân giống hoa lan cực kỳ đặc biệt chứ không hề giống những người khác. Đó là nhân giống hoa lan trên giá thể gỗ lũa. Mời quý vị cùng tìm hiểu mô hình này độc đáo như thế nào nha. Sống bám trên những thân cây, căng tràn sức sống mạnh mẽ. Lan rừng có sức hấp dẫn kỳ lạ, làm mê mẩn với hầu như tất cả người đối diện. Có thể cách đây khoảng 3-4 năm ấy, thì hoa lan vẫn là hàng xa xỉ với mọi người. Nhưng mà 4 năm trở lại đây thì rất nhiều người chơi. Rất nhiều người chơi. Nhưng trong số người chơi sẽ dần dần lại có những người chơi theo phong cách. Có người chơi theo đẳng cấp. Mà. Thì đẳng cấp và phong cách chắc chắn họ không dùng lan công nghiệp. Để thực hiện đam mê của mình, ông Cường đã bắt đầu bằng việc sưu tầm các loài phong lan ở nhiều cánh rừng của Việt Nam, từ Bắc đến Nam. Thậm chí, ông sang cả nước Lào, Campuchia để tìm kiếm những giống phong lan rừng quý hiếm. Nghề trồng phong lan không nhẹ nhàng. Với ông Cường, để có được những cành lan bóng mượt, rực rỡ như thế này là cả một sự kỳ công. Theo những cái kinh nghiệm truyền thống ngày xưa các cụ nói về ghép hoa lan ấy, thì có thể là ghép vào gỗ nhãn, gỗ vú sữa. Mình biết đấy là gỗ tốt. Thế nhưng mà ngược lại là cái giá thể của nó cũng không thể tồn tại lâu được. Cứ khoảng 2 năm trời, 3 năm trời là mình phải thay. Mô phỏng giống môi trường tự nhiên, theo ông Cường, như vậy lan sẽ phát triển tốt. Giá thể gỗ lũa cổ thụ chính là yếu tố đầu tiên mà ông lựa chọn. Gỗ lũa không chỉ chắc chắn mà hình dạng của mỗi gốc lũa không bao giờ lặp lại. Cái cây gỗ lũa này là nó đã nằm ở trong đất không biết bao nhiêu năm rồi. Và nếu như các cái con sâu, con bọ hay con muỗi mọt nó ăn thì nó ăn hết rồi. Còn cái gì nó không ăn được thì người ta gọi là gỗ lũa. Cái gỗ lũa là một loại gỗ rất bền, không lo về việc phải thay giá thể. Cái đấy là cái quan trọng nhất của lan. Nếu như phải thay giá thể thì cây lan mà hỏng mất. Chú ơi, cháu nhìn cái giò phong lan này có dáng dấp như là một con rồng phải không ạ? Đúng như thế đấy, là nó là một cái con rồng. Đấy, thế bây giờ cháu nhìn ở trong cái vườn của chú như thế, thấy cái giò lan đặc biệt thế này, cháu đã cảm thấy thích chưa? Và cháu đoán là nó giá trị bao nhiêu? Cái giò lan này thì rất đặc biệt nhất trong cái khu vườn của nhà mình đấy ạ. Cháu đoán là nó khoảng tầm 20 triệu phải không ạ? Cũng có thể, nhưng cũng có thể gấp đôi. Thế chính xác là nó bao nhiêu ạ? Đã có người giả chú 50 triệu rồi. 50 triệu cho một giò lan? Ừ. Vâng, giá rất là cao. Và vì đâu mà nó đắt như thế hả chú? Cái trước hết ấy, là cái giá thể. Cây lan nó đẹp, nó phải ở trong một cái giá thể đẹp. Cái cây hoa lan trầm là loại hoa lan rất quý. Và cái cây trầm đó lại hợp với cái dáng long này, cái dáng rồng này. Nó tự nó tôn lên cho nhau cái vẻ đẹp của nó. Và ở đây trên cái thân lan này của chú có tới gần 300 ngọn trầm. Hiện vườn lan của ông Cường đang có khoảng trên 5.000 giò lan rừng quý hiếm khác nhau, trị giá lên đến gần 2 tỷ đồng. Trong đó có các giò lan khủng có giá lên đến hàng chục triệu đồng. Với thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm, khu vườn này không chỉ mang lại kinh tế cho gia đình ông Cường mà còn là nơi lưu giữ, bảo tồn hàng chục giống lan rừng cổ. Đây còn là điểm đến thường xuyên của những người yêu hoa. Nhánh lan rừng đã nở, nhưng cánh hoa trắng xinh lung linh trong ánh nắng, hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của anh. Những tin tức nóng hổi cập nhật liên tục về các mặt hàng nông sản trong nước và trên thế giới, các vấn đề nổi bật, diễn biến thị trường, cơ hội và thách thức của nông sản Việt Nam. Tất cả sẽ được phân tích chuyên sâu dưới góc nhìn của chuyên gia, doanh nghiệp, nông dân và các nhà quản lý liên quan. Ngành nông nghiệp cần làm gì để phát huy được thế mạnh của các mặt hàng nông sản và những điều chỉnh phù hợp trong sản xuất, kinh doanh nông sản hiện nay? Tất cả sẽ có trong chuyên mục Thị trường nông sản phát sóng 18 giờ 50 phút các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VTC 16.